Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay Khanh làm một cái video chia sẻ về việc sử dụng chiếc xe Volvo XC60 đứng kế bên phải Khanh đây. Đây là cái xe sử dụng động cơ B6 thế hệ mới của năm 2022. Động cơ B6 có gì hay so với động cơ trước? Thì hôm nay Khanh cũng chia sẻ với nhà mình để mình có những cái trải nghiệm tốt hơn. Đối với động cơ B6, nó sẽ hướng về xe điện nhiều hơn, bởi vì phần trong động cơ nó sẽ có một cái bánh đà. Cái bánh đà này nó sẽ tích trữ năng lượng, chỉ cần 8 giây là nó đã tích trữ đủ năng lượng. Và cái bánh đà này có thể giúp cho xe của quý anh chị có thể tăng tốc trong vòng 10 giây chỉ bằng hoàn toàn phần điện. Đó là một cái giải pháp giúp cho cái chiếc xe của mình tiết kiệm xăng hơn ở giai đoạn tăng tốc, bởi vì đó là cái giai đoạn mà hao xăng nhiều nhất trong quá trình chạy. Trở lại câu chuyện Khanh muốn chia sẻ với nhà mình, cái chiếc xe Volvo XC60 phiên bản Inscription và phiên bản R-Design có giá bán bằng nhau, và Khanh chờ những anh chị sở hữu những chiếc xe Volvo. Và đối với xe Volvo, quý anh chị mua xe sẽ có 3 năm không tốn tiền bảo dưỡng. Đây, 3 năm miễn phí bảo dưỡng nha. Đây, những chiếc xe Volvo XC90 sẽ giúp cho quý anh chị nâng cấp từ những chiếc xe châu Á lên những chiếc xe châu Âu mà không phải lo lắng về vấn đề bảo dưỡng và chi phí vận hành. Bởi vì nó hướng đến xe điện sẽ giảm cái chi phí vận hành tiền xăng của quý anh chị xuống. Bởi vì nó được miễn phí bảo dưỡng không đồng trong 3 năm. Quý anh chị không tốn chi phí bảo dưỡng trong thời gian đó. Đó là những cái mà Khanh muốn chia sẻ với nhà mình. Mọi chi tiết quý anh chị liên hệ với Khanh qua số điện thoại 0788 555 444. Bên Khanh sẽ chia sẻ và giải đáp thời gian nhận xe cũng như tùy theo màu sắc nha. Xe Volvo XC60 hiện tại được bán tại thị trường Việt Nam có tổng cộng 5 màu. Đó là Crystal White, Only Black, Demi Blue, Silver Draw và Platinum Gray. Đã, 5 màu quý anh chị có thể lựa chọn. Bây giờ Khanh sẽ làm một cái video chia sẻ nho nhỏ về cái việc sử dụng cơ bản những anh chị mới vừa đem chiếc xe về. Video này ở góc độ cơ bản, quý anh chị đòi hỏi chuyên sâu thì Khanh sẽ có những cái video cập nhật lại cho nhà mình nha. Anh chị em mình đang theo dõi video của Khanh, chưa nhấn nút đăng ký, hãy cho Khanh xin một nút đăng ký, một dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Trước hết, Khanh muốn chia sẻ với nhà mình chiếc chìa khóa của Volvo. Chiếc chìa khóa của Volvo, đối với những anh chị đã làm quen với xe Volvo thời gian trước thì chiếc chìa khóa thường sẽ có là bọc da, rồi sẽ có hai màu sắc, rồi sẽ có ba chìa, một cái chìa đi xuống nước. Nhưng đối với thế hệ mới này thì mình chỉ còn cái chìa khóa là dạng nhựa thôi. Và các cái thiết kế của chìa khóa Volvo nó cũng có cái ý nghĩa, đó là không có sử dụng nút ở trên bề mặt nữa. Đây, và nút nó sẽ thay thế bằng bên hông. Việc này sẽ giúp cho cái việc mình sử dụng chìa khóa không bị cấn khi để trong túi quần. Rồi, đối với xe Volvo, quý anh chị sẽ có 3 tính năng trên chìa khóa, đó là mở cốp sau, mở lóc cửa và tìm xe trong bãi. Bây giờ Khanh sẽ thao tác cái chìa khóa để cho nhà mình coi nha. Rồi, để mở cửa, lóc cửa thì quý anh chị chỉ cần bấm vào. Đây, lóc cửa lại. Rồi. Có một cái chia sẻ với nhà mình. Trên chiếc chìa khóa của Volvo còn có một bí mật nữa, đó là hạ kính từ xa. Đây, Khanh sẽ nhấn nút chính giữa là nút mở. Đây, để giữ. Đây. Tất cả các kính cửa sẽ hạ xuống. Đây. Việc hạ kính xuống này, quý anh chị có thể làm quen ở trên xe của châu Á. Nhưng đối với Volvo, không chỉ hạ kính xuống, mà cái xe của mình nó còn kích hoạt hệ thống gió của máy lạnh để tăng thêm cái giải nhiệt. Quý anh chị có thể sờ tay vào thì thấy cái máy lạnh mình sẽ thổi một cái luồng gió ra, giúp cho cái chiếc xe của mình giải nhiệt nhanh hơn. Rồi, bây giờ nếu mà kính cửa của quý anh chị đi lóc cửa lại mà chúng ta quên lên kính thì cũng có thể là bấm trên chiếc chìa khóa luôn. Thì mình sẽ bấm là nút lóc cửa nè, đè giữ. Rồi. Thì bốn cánh kính cửa của mình sẽ chạy lên. Như vậy thì quý anh chị không cần phải đi đến chiếc xe. Rồi, có rất là nhiều cái thiết kế hay để cho mình có thể sử dụng một chiếc xe, đúng không ạ? Rồi, cái dấu tam giác này là đè giữ 3 giây thì xe nó sẽ hú lên, hú kèn đèn để cho mình định vị chiếc xe. Đối với chiếc chìa khóa của Volvo, Khanh muốn chia sẻ nữa ngay cái tay nắm cửa. Đây, đây là cái phần tay nắm cửa. À, quý anh chị sử dụng thì chỉ cần để chìa khóa trên người thôi. Rồi, đi vào, đưa tay vào. Tự động mở ra, giống như những chiếc xe Honda, đúng không ạ? Rồi, khi mà đi ra ngoài thì lóc lại.
chỉ cần lóc lại là nó lóc thôi. Rồi đưa vào mở ra. Nhưng mà Khanh muốn chia sẻ với nhà mình là trong chiếc chìa khóa này nó còn có một chiếc chìa khóa cơ. Đây mình sẽ gạt cái lẫy màu đen nè, mình gạt xuống để mình trượt cái nắp có cái logo nha, trượt xuống để mình lấy chiếc chìa khóa cơ ra. Chiếc chìa khóa cơ này để phòng cái trường hợp quý anh chị bị hết pin, mình không thể vào xe và mình sẽ vào bằng chìa khóa cơ. Thì để vào bằng chìa khóa cơ như sau, mình kéo tay nắm cửa ra thì nó sẽ có một cái ổ khóa ở đây để mình đưa chìa khóa cơ vào để mình vào trong xe nha. Rồi đó là một cái cách để cho mình có thể vào trong xe và giật nắp capo lên và mình kích bình ngay tại cửa tài xế. Khanh sẽ hướng dẫn cho mình mở nắp capo. Đối với các xe Volvo thì nó sẽ có thiết kế khác một tí so với cái xe châu Á, đó là cái phần mở nắp capo thì nó nằm bên trong đây, ngay tay Khanh nha. Đây. Quý anh chị thấy cái cần lẫy không ạ? Rồi bây giờ cái xe Volvo của mình SC60, ngay cái phần logo có dấu mũi tên nè, quý anh chị lưu ý giùm Khanh. Đây, mình sẽ đưa tay thẳng vào thì nó sẽ có một cái lẫy màu vàng. Đó, cái lẫy này lẫy rất là nhẹ và nắp của mình sẽ được nâng lên bằng ti thủy lực. Thì nó khó gò lại giống như là cái phần mà nắp bằng thép. Rồi. Và cái nắp capo của xe Volvo có một cái thiết kế là nó sẽ giúp cho cái người đi đường á, giả sử có bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì cái nắp nó sẽ đỡ cái người đi đường, nó sẽ dỡ cái phần này lên. Đây sẽ dỡ hỏng cái nắp capo lên. À, thì cái đây là nguyên tắc thiết kế an toàn, tính nhân văn cho cả người bên ngoài chứ không phải chỉ bảo vệ người bên trong. Thì Khanh muốn chia sẻ để cho nhà mình được rõ. Bây giờ Khanh mời nhà mình đi ra phía sau. Rồi, cái phần cốp sau của xe, để mở được cốp sau của xe thì cốp mình sẽ là cốp điện. Rồi, mình chỉ cần để chìa khóa trên người thôi. Và quý anh chị lưu ý giùm Khanh, cảm biến của đá cốp nó sẽ nằm giữa chữ V và chữ O. Quý anh chị đá bên đây thì nó sẽ không mở được cốp, chắc chắn luôn. Mình sẽ trong khoảng này thôi. Đây, thành đá nha. Thấy nhẹ nhàng không ạ? Rồi, mình không cần phải đá quẹt chân gì đâu. Không cần. Dạ, mình đá cứ nhẹ nhàng ngay vị trí chữ V và chữ O là được. Rồi, mình cũng có thể mở tay. Dễ dàng không ạ? Rất là nhẹ nhàng. Mình đi vào điểm đúng, điểm G là được nha. Còn điểm G như thế nào thì tùy theo mỗi anh chị. Rồi. Ở vị trí này nó sẽ có hai cái nút để hạ cái cốp của mình xuống. Cái nút này là hạ cốp bình thường. Rồi, bây giờ đóng xuống nè. Cái cốp mình sẽ có chống kẹt. Cái nút thứ hai là khi mà đóng xuống là nó sẽ tự động khóa cửa luôn. Rồi, quý anh chị thường đóng cốp xuống rồi xong rồi mình sẽ móc cái chiếc chìa khóa ra xong mình bấm lóc cửa lại đúng không ạ? Thì khi mà mình nhấn nút này tự động nó khóa luôn. Bây giờ Khanh sẽ thao tác cho mình xem nha. Kiến hậu thì nó đang mở ra. Quý anh chị thấy cái gương hậu đang mở ra luôn. Bây giờ Khanh bấm nút này nè. Hạ xuống là tự động nó lóc luôn. Và kiến hậu nó sẽ xếp lại luôn. Như vậy mình sẽ như vậy mình sẽ thoải mái hơn trong cái việc sử dụng xe. Nhà sản xuất họ tính tất cả các chi tiết rồi. Ở phía sau của mình thì sẽ có thêm nhiều cái cảm biến, có cả cảm biến bên hông nữa. Những cái cảm biến này sẽ giúp cho cái việc sử dụng hệ thống hỗ trợ đổ song song, hỗ trợ đổ vuông góc trên chiếc Volvo XC90, XC60 và các xe Volvo có hệ thống hỗ trợ. Quý anh chị thấy, nếu mà xài một chiếc xe cao cấp, đắt tiền mà mình lo lắng mình xài, mình bị trầy chỗ này, trầy chỗ kia, hoặc là mình mới làm quen chiếc xe nó không có được lái nhuần nhuyễn, thì những hệ thống hỗ trợ đánh lái vuông góc và song song sẽ giúp cho mình giải quyết việc này. Nếu quý anh chị thi bằng lái mà có hệ thống này thì không ai rớt hết, tại vì chiếc xe nó tự động làm luôn. Mình chỉ cần ngồi, mình đưa cần số kéo tới kéo lui thôi. Và chi tiết về hệ thống này, hướng dẫn sử dụng như thế nào thì Khanh sẽ làm một cái video chia sẻ nhỏ nhỏ lại sau cho nhà mình nha. Và một cái Khanh muốn chia sẻ với nhà mình là việc đổ xăng. Thì nhà mình hay sẽ hỏi Khanh là cái đổ xăng này 92, 95 thì 92, 95 đều được hết. Nhưng về góc độ của Khanh thì Khanh khuyên mình nên đổ xăng 95. Và xăng 95 nhà mình nên đổ cây xăng của Petrolimex thì nó sẽ có cái xăng 95 chuẩn Euro 5, tức là 95V. Thì nó sẽ mượt xe hơn. Tại vì xe của mình là cái Euro nó rất là cao. Này. Và khi mà
lóc cửa thì cái nắp xăng của mình sẽ lóc luôn. Thì để quý anh chị có thể mở được cái nắp xăng á, thì mình sẽ đưa tay vào để mình mở. Rồi. Và đối với xe Volvo thiết kế là cái phần này nó bằng ron cao su và nó không có cái nắp dặn tẹt tẹt. Rồi, không có nắp dặn giống như xe châu Á nha. Thì mình bên đổ xăng á, họ sẽ chọt thẳng cái vòi xăng vào đây luôn. Thì ở đây nó sẽ tự động đóng lại. Sau khi đóng xong mình chỉ nhấn lại thôi. Còn đổ xăng 95 mà đổ chung với xăng 92 thì cũng không sao, vận hành bình thường, không có vấn đề gì hết, mình đừng có lo lắng. Rồi, ở phần cốp sau, Khanh muốn chia sẻ thêm một tí ở nhà mình là ở trong đây nó sẽ có đó. Có một cái thanh này, cái thanh này là để khi mà mình xe mình có sự cố á, mình dựng cái thanh này lên để cho cảnh báo cho người ta biết. Đó, nó được giấu trong đây nha. Đó. Rồi. Rất là nhẹ nhàng. Rồi mình chỉ cần xoay cái tay chỗ này thôi, mình xoay là mình có thể lấy xuống rồi. Và xe của mình ở dưới đây là bánh xe. Đây, có cái móc nè, mình treo nó lên. Đây, treo lên đây nha. Rồi, bánh xe dự phòng thì nó là mâm thép và được thiết kế chạy chỉ tối đa 80 km/h. Mình không chạy hơn nha. Ở đây nó còn một cái bình phụ. Đây là cái bình phụ. Đối với xe của mình thì nó sẽ được thiết kế là hai bình ắc quy, một cái bình chính và một cái bình phụ. Cái bình phụ thì nó sẽ dùng để đề lên, còn cái bình chính ở phía trước thì nó sẽ sử dụng hệ thống máy lạnh, hệ thống đèn vân vân. Nó sẽ chia ra đỡ cái việc mà áp lực cho cái bình ắc quy. Đối với các xe châu Á thì chỉ sử dụng một ắc quy thôi. Bộ đồ nghề tay đội con quay tay đội. Bộ đồ nghề tay quay con đội thì nằm phía trong đây luôn. Đây, có đầy đủ nha. Rồi, cái phần ghế sau của xe Volvo thì quý anh chị lưu ý giúp giùm Khanh, nó sẽ có một số điều chỉnh như sau. Khanh muốn chia sẻ với nhà mình, đầu tiên là nhà mình để bé ngồi phía sau. Nếu mà bé có chiều cao thấp thì mình sẽ bấm đây, nó có cần lẫy ở đây nè, ngay tay Khanh lẫy nè. Thì đây, để cho bé ngồi cao lên để quý anh chị có thể quan sát bằng cái gương hậu trong xe. Rồi, nếu mà chiều cao của bé là đang từ 1.95 đến 1.2 thì mình có thể nhấn cái nút, nó có một cái nút ở đây. Đây, cái nút này nè, đó, nhấn vào đó để mình kéo tăng thêm cái chiều cao. Còn nếu mà chiều cao của bé từ 1m1 cho tới là từ 1m1 trở lên thì mình chỉ cần để như vậy thôi là được rồi. Còn quý anh chị kéo nó xuống, đây, giật xuống. Đây là những cái thiết kế rất là nhân văn của một cái hãng xe đến từ Thụy Điển được mệnh danh là an toàn nhất trên thế giới. Rồi, đây là cái tay tựa của mình. Mình sẽ nhấn ở đây để bung ra. Và cái phần lưng tựa đầu của ghế giữa thì mình có thể kéo lên. Nhưng trên xe của mình chỉ có thể kéo ở vị trí này thôi nha. Còn các cái tựa đầu này thì cố định không có thay đổi chiều cao được. Quý anh chị lưu ý giúp giùm Khanh. Và trên cái vai mình Khanh bấm lại thì nó sẽ xếp lại. Đây, xếp lại. Thì khi mà xếp lại thì nó sẽ thành một cái sàn phẳng. Quý anh chị nhớ giúp giùm Khanh nha. Trên cái vai nó sẽ có một cái nút bấm. Đây. Đó, quý anh chị thấy không? Rồi, khi mà sắp lại thì nó sẽ thành một cái sàn phẳng để mình có thể chở đồ. Rồi. Về phần cái tựa đầu thì do hồi nãy Khanh nói với nhà mình á, là nó không thể nào thay đổi chiều cao được và nó chỉ úp xuống thôi. Rồi, mình dỡ lên thì mình để gì? Còn mình bấm nè, để nó xếp lại. Rồi, ok nha. Rồi, ngay vị trí này thì điều chỉnh hệ thống điều hòa của xe. Thì đối với cái thế hệ 2022 này là xe của mình là 4 vùng độc lập, tức là mỗi vị trí ngồi là một nhiệt độ khác nhau, không có vị trí nào giống vị trí nào hết. Đó, mỗi người có cửa gió và mình sẽ có thêm cửa gió ngay trụ B. Này. Ở dưới đây thì nó sẽ có một cái cổng sạc USB. Đây, cổng sạc USB, cổng sạc đôi nha. Này. Đối với cái thiết bị smartphone bây giờ đi xe mà không có chỗ sạc thiệt là thôi rồi. Ngay phần tay nắm cửa thì Khanh muốn giới thiệu với nhà mình nhiều cái tính năng rất là hay. Đầu tiên là lên hạ xuống kính, 4 cánh kính cửa và kính của mình được thiết kế là một chạm chống kẹt, có nghĩa là bây giờ Khanh bấm lên nè. Đấy. Nếu mà có vật cản tự động nó sẽ tuột xuống. À, quý anh chị lưu ý cái những thiết kế này cực kỳ an toàn. Rồi, ở phía dưới đây là chúng ta sẽ lóc cửa trung tâm, cũng giống như lóc khóa an toàn trẻ em, cũng giống như là khóa kính trung tâm, thì các kính sau nó sẽ không, mấy bé nó sẽ không bấm xuống được.
Rồi, đối với xe Volvo thì khi quý anh chị đi vào một chỗ hẹp, quý anh chị muốn xếp hai cái gương hậu lại, rồi, thì quý anh chị nhấn một lần hai nút left right, nhấn thì cái gương hậu của mình sẽ xếp lại. Nó sẽ không có một cái nút thiết kế riêng biệt giống như những xe tính tiền châu Á nha. Còn nếu mà mình muốn chỉnh bên trái thì mình sẽ bấm qua chữ L, mình muốn chỉnh bên phải mình bấm qua chữ R và mình sẽ xoay. Đây, mình xoay cái lòng mặt gương 4 chiều phía dưới, nhớ giúp dùm Khanh. Còn vị trí này là vị trí chỉnh nhớ ghế. Thì sau khi chỉnh cái tư thế ngồi ghế điện của mình rồi thì mình sẽ bấm vào chữ M và xong mình đè giữ số 1 thì nó sẽ lưu vị trí của mình. Rồi, đây là anh lái, còn chị lái thì chị chỉnh xong cái tư thế của chị rồi thì chị cũng bấm M, sau đó chị bấm số 2 thì sẽ nhớ vào vị trí của chị. Thì khi mà anh lên thì mình sẽ bấm số 1 là tự động cái ghế nó sẽ trả theo vị trí của anh, từ tư thế ngồi cho tới gương hậu cho tới cái hiển thị kính lái ở phía trên đây, và chị cũng vậy. Rồi, một cái lưu ý nữa của nhà mình đối với những chiếc xe Volvo là phần gương hậu. Gương hậu nó có rất là nhiều tính năng hay, tích hợp đèn báo rẽ, cảnh báo điểm mù trên gương, mặt gương chống chói, tức là nó sẽ giống như cái gương hậu trong xe, khi mà có ánh sáng rọi vào thì nó sẽ tự động tối lại, quý anh chị sẽ không bị chói mắt. Thì xe mình sẽ có 3 gương hậu chống chói, 1 gương hậu trong xe và 2 gương hậu hai bên đều chống chói hết. Rồi, ngoài ra nó còn có sấy mặt gương nữa, đó là những tính năng an toàn cực kỳ trên những chiếc xe Volvo. Rồi, bây giờ Khanh sẽ chia sẻ tiếp với nhà mình những cái hay. Phần vị trí này, cái nút này là mình sẽ điều chỉnh cái độ sáng tối của cái màn hình trung tâm nha. Còn nút này là sẽ mở cốp. Và nút mở cốp thì quý anh chị lưu ý giúp giùm Khanh là cần số mình phải bấm về P. Và cái chế độ lóc cửa thì nó phải mở thì mình mới mở cốp được nha. Còn nếu mà mình không về P thì cửa cốp sau nó sẽ không mở được. Rồi, đối với xe Volvo thì khi mà quý anh chị chỉnh thì mình sẽ chỉnh phần lưng nè, tới lui nè, rồi muốn hạ xuống nè, kéo lên nè, hạ đuôi nè. Đó. Rồi, còn mình muốn chỉnh phần phòng lưng, mũi ghế thì mình sẽ lăn cái này. Đó. Và mình chỉnh nè cái phần mũi ghế nè. Rồi. Và đối với cái phần này thì mình sẽ chỉnh phần phía trong màn hình nha. Thì lát nữa Khanh, sau khi mà Khanh hướng dẫn trong màn hình á, thì Khanh nói là cái núm tròn xoay ở ngay ghế, thì quý anh chị nhớ cái vị trí này giúp cho mình Khanh. Đó, mình sẽ xoay để mình điều chỉnh. Rồi, mình sẽ chỉnh cái phím 4 chiều ở đây, nhớ giúp giùm Khanh, lát nữa Khanh có nhắc cái này thì mình đừng có quên nha. Rồi. Rồi, bây giờ Khanh mời quý anh chị lên xe để Khanh hướng dẫn các cái phím bấm cũng như chi tiết bên trong. Khanh giới thiệu phần trần xe. Thì đối với Volvo XC90 tất cả là xài cảm ứng ở các cái nút đèn. Đây, Khanh bấm vào nè. Đó, quý anh chị thấy không ạ? Chạm nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Rồi. Rồi, cái phần cửa sổ trời thì nó thiết kế dạng cảm ứng luôn. Bây giờ vuốt là tự động nó đóng. Vuốt. Đây. Đó, nó cảm ứng hoàn toàn. Đó. Chỉ cần quẹt nè. Đó. Đây, quẹt ra sao thì nó sẽ trượt ra sao. Nó không có dạng nút nha. Rồi, quý anh chị bấm vào. Bấm vào thì cái phần cửa sổ trời của mình á, nó sẽ hí một cái mép cửa ở phía sau. Còn mình bấm vào cái nữa thì nó sẽ đóng cái mép cửa đó. Đóng. Vuốt cái nữa thì nó sẽ đóng cái phần rèm lại. Rồi, gương hậu của mình được thiết kế dạng tràn viền. Đây là gương hậu tràn viền nha. Chống chói. Điện tử luôn. Rồi. Cái viền nó rất là đẹp, viền nó mỏng dính nè. Ở phía sau đây là một cái hộp, nó bao gồm có hệ thống camera cũng giống như là cái hệ thống radar để quét cái làn đường, giúp cho xe mình giữ làn đường, hỗ trợ đánh lái và thực hiện những tính năng an toàn giống như bám đuôi xe phía trước, rồi hỗ trợ phanh khẩn cấp, vân vân. Đó, tất cả những hệ thống an toàn nó nằm trong cái hộp này. Đó. Thành ra trong quá trình sử dụng một chiếc xe, nếu cái phần kính của mình đậu ở dưới gốc cây mà có bị những con chim nó ấy ấy vào á thì có thể nó sẽ hoạt động bằng báo lỗi nha. Cái này là tất cả các hãng nó đều như vậy hết, chứ không phải chỉ riêng vào Volvo. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh các cái chú chim mà cứ ấy ấy vào á, thì nó sẽ bị dơ. Và dơ thì chúng ta sẽ rửa, chúng ta sẽ gọi là lau nó đi là nó sạch sẽ và trở lại thôi. Rồi, đối với cái cần số cũng giống như phần con ngựa của xe Volvo thì Khanh muốn chia sẻ một tí xíu là cần số của mình được thiết kế dạng cần số điện tử. Và đây Khanh đang ngồi ở bảng encryption thì cần số của mình là dạng pha lê. Đây là cái
cần số pha lê được thực hiện từ một cái làng nghề có tuổi đời 200 năm tuổi. Rồi, chỉ đơn giản là cần số pha lê thôi. Rồi. Và nút P là nút parking, có nghĩa là khi mà quý anh chị muốn đậu xe thì quý anh chị bấm vào chữ P là tự động cái xe của mình nó sẽ lock trở về P. Đây là cần số điện tử nha. Thì cần số điện tử này thì quý anh chị sẽ thấy ở một số hãng nó sẽ thiết kế dạng nút bấm. Thì đối với cái việc mà thiết kế dạng nút bấm nó cũng có mang tính chất là hiện đại, nó tương tự sử dụng tương tự giống như vậy, nhưng mà do cái thói quen mà cầm cần của mình á thì mình đối với Khanh thì Khanh vẫn thích cần hơn, cầm có gì đó nó chắc chắn đúng không ạ? À? Cái gì mà mình cầm được thì nó chắc chắn hơn. Rồi, và nó thiết kế dạng cần số pha lê này thì tuyệt vời, không có gì để chê hết. Ở dưới đây là phanh tay điện tử, ở dưới đây là auto hold. Thì quý anh chị nếu mà sử dụng những chiếc xe đến từ châu Á thì việc mà có phanh tay điện tử và auto hold bây giờ nó gọi là phổ cập rồi. Thì phanh tay điện tử gần như mình không phải sử dụng đúng không ạ? Đeo dây đai an toàn vào, cần số đá về D là tự động phanh tay điện tử nhả. Rồi auto hold sẽ giúp cho mình đậu đèn đỏ, mình rảnh được cái chân và mình không phải là giữ phanh. Một tính năng rất là hay. Nhưng khi mà quý anh chị đi vào đường kẹt xe mà mình cần phải nhấp nhả để cho chiếc xe nó đi thì nên tắt auto hold đi nha. Cái này là Khanh khuyên. Chứ còn mình để auto hold thì mình cứ phải là đệm ga, như vậy nó sẽ khó chịu cho mình. Quay trở lại cái nút của nút đề của Volvo, thì Volvo nó họ không thiết kế ở cái nút đề tròn ở ngay cái phần trung tâm này, mà nó thiết kế cái nút đề ở ngay vị trí con ngựa. Nhưng khi để ở vị trí này thì cái nguy cơ mà nhấn vào nút đề có khả năng bị đúng không ạ? Rồi, thì Volvo họ đã cũng nghĩ đến vấn đề này luôn rồi. Thành ra là cái việc mà đề xe Volvo á, là được thiết kế dạng xoay. Quý anh chị thấy giống mũi tên không ạ? Xoay, xoay. Bây giờ tắt máy nè. Rồi, quý anh chị muốn mở sáng tắp lô lên thôi thì mình nhấn lên một lần thì nó sẽ mở sáng tắp lô lên. Còn quý anh chị muốn sáng luôn hệ tất cả kích hoạt hết hệ thống điện trên xe thì mình sẽ đè giữ từ 5 cho tới 7 giây thì tự động cái hệ thống điện trên xe nó mới kích hoạt hoàn toàn. Cái việc làm này nó tương tự như cái việc mà quý anh chị nhấn nút start stop một lần hay là nhấn nút start stop hai lần trên những chiếc xe châu Á, và mình phải đè giữ nha. Còn nếu mà cái xe của mình mà tắt rồi mà quý anh chị muốn đè luôn thì mình chỉ cần đạp phanh rồi mình xoay qua là nó đè. À, quý anh chị nhớ giúp giùm Khanh đạp phanh xoay qua đề. Và có một cái hay nữa là khi quý anh chị sử dụng xe Volvo mà người tài xế không đeo dây đai an toàn, quý anh chị có kéo xuống đây, kéo cần số xuống, mình có đệm ga thì nó cũng không chạy. Bởi vì đệm ga nè, bây giờ quý anh chị coi nè, cần số về đây nè, Khanh kéo cần số về đề nè, đấy về đề nha. Đây, Khanh kéo cần số về D nè. Rồi, Khanh không đeo dây đai an toàn nha. Rồi, Khanh không đeo dây đai an toàn. Bây giờ Khanh đệm ga nè. Đó, Khanh đệm ga nè. Rồi, nó cảnh báo lên là cửa mở nè, không thắt dây đai an toàn nè, thắt seat belt nè, rồi đóng cửa vân vân. Đó, đối với một chiếc xe Volvo thì đây là những cái an toàn, rất là an toàn. Không đeo dây an toàn thì không kích hoạt cho chạy. Rồi, bây giờ quý anh chị bấm lại T nha. Rồi, còn quý anh chị để dê thì mình sẽ gạt cái cần này ra phía trước hai lần, ra phía trước hai lần thì nó sẽ kích hoạt hệ thống dê cũng giống như camera dê. Đây camera dê đó, khi mà quý anh chị đánh lái thì cái hệ thống giả lập 3D nè nó sẽ kích hoạt lên. Mới làm quen với xe Volvo thì quý anh chị sẽ thấy rằng cái vô lăng của Volvo nó nhẹ giống như những chiếc xe Hàn Quốc. Nhưng khi quý anh chị chạy thì nó sẽ tự động nó đâm lại. Và cái việc tùy chỉnh độ nặng của vô lăng thì mình có thể điều chỉnh trong những cái mod ở trong đây. Thì chi tiết Khanh sẽ làm một cái video khác video này. Tại video này là video rất là cơ bản để mình có thể sử dụng nhanh chiếc xe. Rồi, còn nếu quý anh chị muốn về N thì mình gạt một lần, rất là đơn giản. Còn mình đái về D, mình gạt hai lần. Rồi, đái về N. Đây là N rồi. Về phần vô lăng của Volvo thì quý anh chị điều chỉnh vô lăng bằng cách là một cần lẫy phía dưới vô lăng nè. Rồi mình sẽ gạt xuống. Đây mình sẽ gạt cái cần lẫy nè. Rồi quý anh chị thấy không, cái cần lẫy ngay dưới Khanh nè. Đó, mình sẽ điều chỉnh ra, vào, lên, xuống. Đó, điều chỉnh sao cho cái phần càm của mình á, nó ngang nè, nó ngang cái phần đỉnh vô lăng nè. Thì như vậy quý anh chị lái xe, cái tay của mình á, sẽ không bị chồm, không bị giới. Như vậy mình sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Sau khi điều chỉnh xong rồi mình lock cái vô lăng lại.
Về cụm phím điều khiển của xe Volvo thì nó sẽ ngược với lại xe của châu Á, có nghĩa là phần cụm âm thanh thì nó sẽ nằm bên đây. Còn cụm điều khiển ga tự động Cruise Control cũng giống như kiểm soát hành trình thích ứng bám đuôi xe phía trước thì nó nằm bên đây. Thì cái này khi mà chạy thì nó mới kích hoạt được nha. Còn bên đây thì mình sẽ qua bài nè, volume lớn nhỏ nè, đây là ra lệnh bằng giọng nói nè, vân vân. Đó là những cái mà Khánh muốn chia sẻ với nhà mình trên phần cái cụm phím của xe Volvo. Rồi bây giờ Khánh tới cái phần cần gạt bên trái. Đối với cần gạt bên trái thì nó sẽ có nhiều cái tính năng mà Khánh muốn chia sẻ. Xe mình có chế độ là đèn tự động. Nấc đầu tiên thì nó sẽ là nấc DIMI. Nấc kế tiếp nữa là đèn COS. Và nấc kế nữa là Auto. Rồi khi mà chuyển qua nấc Auto thì vào tối xe mình tự động bật đèn, ra sáng xe mình tự động tắt. Thì góc độ xài xe Khánh khuyên mình nên để Auto. Rồi và cao hơn nấc Auto nữa thì nó sẽ có chữ A, mình sẽ dặn lên và tự động nó sẽ trả xuống. Và trong cụm đồng hồ này, quý anh chị lưu ý giúp dùm Khanh, nó sẽ hiện ra chữ A kế bên cái đèn luôn. Đây, ngay đây. Thì đối với cái chữ A này mà nó hiện lên kế bên cái đèn thì cái đèn mình nó gọi là hệ thống đèn tự động thích ứng kích hoạt. Thì gặp xe đối diện, gặp người đi đường đối diện thì tự động cái đèn COS bên cái đèn bên trái của mình á, nó sẽ tự động cụp xuống để cho người đối diện không bị chói mắt. Đây là những tính năng rất là an toàn. Và hiện tại các xe châu Á tầm 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi người ta đã đưa vào rồi. Đó. Nhưng đối với xe đến từ châu Âu, xe đến từ Đức, cụ thể xe đến từ Đức, thì bây giờ quý anh chị mua xe 2 tỷ, 3 tỷ vẫn chưa có cái hệ thống này đâu. Nó vẫn chưa có hệ thống Adaptive Cruise Control đâu. Đó. Nếu quý anh chị có tìm hiểu về xe Đức thì đến thời điểm hiện tại quý anh chị chưa thể có hệ thống này trên xe, nếu quý anh chị mua xe từ hãng. Rồi một cái tính năng nữa trên cái phần cần bên trái, xi nhan nè, xi nhan trái nè, xi nhan phải nè. Rồi quý anh chị muốn đá pha thì mình sẽ bấm vào, nó gọi là đá pha. Còn quý anh chị muốn pha giữ thì mình sẽ gạt ra, thì nó gọi là pha giữ nha. Rồi cái xe mình thì cái cần này nó 4 chiều. Ở phía dưới cái cần nó sẽ có thêm một cái nút ngay tay Khanh. Không biết quý anh chị có thấy không ạ, ngay tay Khanh đây. Cái nút này thì khi quý anh chị bấm vào, nó gọi là chế độ đậu đèn, chế độ đậu xe, thì một bên đèn, một bên trái, cụ thể là một bên trái nó sẽ sáng đèn. Thì khi mà quý anh chị đậu xe, một bên thấy những chiếc xe ở ngoài đường đậu, cụ thể là những xe đến từ Đức, những chiếc xe đến của VinFast mà đậu, mà quý anh chị thấy có một bên đèn nó sáng thôi, thì không phải là do cái chiếc xe nó bị hư đâu, mà do nó kích hoạt chế độ đậu xe để cho cái người đối diện, người đi đường cũng giống như xe đi đường, người ta sẽ thấy được là chiếc xe đang đậu mà tránh để tăng thêm mức độ an toàn. Rồi còn đối với cái phần gạt mưa của xe thì nó nằm ở cụm bên phải. Thì đối với gạt mưa của xe Volvo thì nó sẽ khác một tí. Nếu quý anh chị muốn gạt một lần thì mình sẽ gạt xuống, nó gạt một lần. Còn quý anh chị muốn gạt gián đoạn thì mình phải đẩy lên. Đây, đẩy lên. Quý anh chị nhớ giúp giùm Khanh nha. Đẩy lên thì nó sẽ có nhiều nấc, nhanh chậm. Đó. Còn mình xong mình gạt xuống một lần. Còn quý anh chị đã lỡ đẩy lên rồi mà không biết nó nằm ở chỗ chế độ nào thì mình cứ gạt thẳng nó xuống, tự động nó mất, tự động nó mất thôi. Và nó sẽ trở về chế độ auto là chế độ tự động. Mặc nhiên ở không nó là chế độ tự động. Rồi nó sẽ có một cái dòng ngay tay của Khanh. Cái dòng này là nó sẽ điều chỉnh độ nhạy. Đây, quý anh chị sẽ điều chỉnh độ nhạy, tức là mưa nhỏ nó cũng gạt. Còn nếu quý anh chị lăn xuống, lăn cái dòng này xuống về phía bên trái thì mưa to nó mới gạt. Còn nếu quý anh chị lăn lên, tăng độ nhạy nó lên thì mưa nhỏ nó cũng gạt. Còn xe mình có thêm một cần gạt mưa ở phía sau, thì cái nút bên ngoài nó sẽ điều chỉnh cần gạt mưa phía sau. Nếu quý anh chị muốn gạt một lần thì gạt mưa phía sau mình kích hoạt thì mình sẽ bấm xuống. Còn mình muốn bỏ cái chế độ gạt mưa phía sau thì mình sẽ bấm qua giữa. Còn nếu mà mình muốn gạt mưa ở phía sau theo gián đoạn, đây thì mình bấm lên với dùm Khanh nha. Còn mình xịt nước thì mình sẽ bấm vào và gạt ra cho khiến trước và khiến sau. Cái cần này nó cũng 4 chiều luôn. Về cụm đồng hồ trung tâm, Khanh muốn chia sẻ với nhà mình. Đây là cụm phím của vị trí số, vòng tua. Rồi ở đây, bên đây nó là tốc độ nè. Thì hồi nãy Khanh có chia sẻ với nhà mình á, cái đèn này là nó báo là cái đèn đậu xe. Thì mình sẽ bấm nó tắt. Đây, bấm ngay vị trí này nha. Đây, bấm ngay vị trí này nè.
Đó, mình sẽ bấm vào thì nó sẽ sáng tắt. Rồi, còn nếu mà mình để chế độ auto nè, đó quý anh chị thấy không ạ? Auto, cái đèn tự động nó sẽ cụp xuống khi gặp xe đối diện. Rồi về phần cụm đồng hồ của mình thì nếu quý anh chị chạy á, cái phần này nó sẽ hiện ra cái bản đồ để cho dẫn hướng cho mình nha. Rồi cái đèn dấu chấm chữ P này nè, nó là cái gọi là phanh tay điện tử. Rồi cảnh báo an toàn, rồi cái vị trí ngay cái hình chiếc xe màu trắng á, là ghế nào mà chưa thắt dây đai an toàn thì nó sẽ báo vào đây. Rồi đây là các vị trí số. Rồi khi mà quý anh chị vào số thì nó sẽ, đầu tiên nó sẽ vào D. Rồi quý anh chị gạt xuống cái nữa thì nó sẽ ra M. Đó, mình sẽ có M cộng và M trừ. Thì đối với cần số của mình á, đây cần số của mình nè, quý anh chị, đây giờ Khanh về là N nha. Quý anh chị muốn xuống D á, đây mình đang chữ P đúng không ạ? Đây giờ Khanh bấm P. Rồi mình muốn xuống D thì mình phải gạt hai lần. Đây gạt đầu tiên nó ra N, cái nữa là xuống chữ D, là gạt hai lần là nó đang nhảy chữ D rồi. Đây xem cho mọi người coi chữ D nè. Đó, chữ D. Rồi bây giờ mình muốn xuống M thì mình sẽ gạt thêm một cái nữa thì nó sẽ xuống M, và M cộng M trừ thì mình sẽ gạt qua đây, gạt trái gạt phải thì nó sẽ qua M cộng M trừ. Đây khi mà gạt thì cái màn hình của mình sẽ như vậy nè, đây M cộng M trừ nè, và xe mình là 8 cấp số nha. Đó, còn mình muốn về P thì mình chỉ bấm thẳng chữ P thì nó sẽ về P. Còn đang ở P mà mình muốn R thì mình lẫy lên hai lần, lấy lên hai lần nó sẽ kích hoạt qua R. Rồi, bây giờ Khanh sẽ thao tác lại nha. Rồi, đang bấm P nè, đậu xe parking nè, còn muốn qua thẳng R dễ luôn thì lấy lên hai lần thì nó sẽ qua R. Đó, quý anh chị nhớ giúp giùm Khanh. Đây, cần số pha lê, cần số điện tử rất là đẹp. Rồi bây giờ Khanh sẽ hướng dẫn mình kết nối Android Auto trên chiếc xe. Và nếu mà anh chị nào sử dụng Apple CarPlay thì nó cũng kết nối tương tự, do Khanh thì không có xài iPhone. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái cổng cáp. Đối với xe Volvo XC60 thì nó sẽ sử dụng cổng cáp Type-C, tức là hai cái đầu Type-C hết. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh nha. Còn quý anh chị sử dụng cái đầu USB cỡ lớn thì không xài được trên chiếc xe này. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp này ra. Rồi ngay cái ở đây mình sẽ có hai cái USB, một cái USB có hình ô vuông thì mình sẽ cắm vào. Sử dụng cổng Type-C nha. Rồi, cổng Type-C thì nó rất là nhỏ gọn. Rồi bây giờ mình sẽ kích hoạt cái điện thoại lên. Rồi mình bấm Home trên đây màn hình nè. Rồi mình sẽ cắm vào. Thì cái hệ thống của xe nó sẽ tự động kích hoạt lên. Cái chiếc xe này nó đang là chưa có kích hoạt phần mềm trên xe. Thì quý anh chị lưu ý giùm Khanh, nó sẽ báo màu đỏ nè. Thì xe của quý anh chị khi mà về nhận về á, thì những cái hệ thống trên xe nó sẽ được tự động được kích hoạt. Xin lỗi quý anh chị là do xe của mình á, là nó chưa có kích hoạt hệ thống phần mềm trên xe. Chính vì vậy là quý anh chị sẽ không vuốt qua trái, vuốt qua phải được, và cũng không xài được cái Android Auto Apple CarPlay. Thì cái xe này nó kết nối tương tự giống như cái xe Volvo XC90 mà Khanh đã làm rồi. Tức là mình cũng cắm cổng cáp, và mình đối với quý anh chị mua xe của Khanh thì sẽ coi được YouTube khi chạy trên Android Auto. Đó là một cái cực kỳ hữu ích mà quý anh chị nào cũng thích, nhưng mà đối với hãng thì hãng không thích tí nào. Rồi, đó là một cái giải trí để tăng thêm cái tính trải nghiệm trên xe nha. Rồi quý anh chị điều chỉnh máy lạnh thì đối với Volvo thì họ sử dụng cái máy lạnh trong cái phần cảm ứng. Đây, quý anh chị bấm vào đây. Đó. Đây, mình sẽ có nhiều nấc gió. Máy lạnh, còn quý anh chị điều chỉnh nhiệt độ đây nè, nhiệt độ nè. Mọi bốn vùng độc lập mà, mỗi bên mỗi nhiệt độ khác nhau. Đây là người dùng nè, đây là hành khách nè. Đó. Quý anh chị có thể là sấy kính trước, rồi sấy kính sau vân vân. Sấy nè, sấy kính nè, đây là sấy kính trước nè. Rồi mình sẽ sấy kính sau nè. Thì khi mà sấy kính trước á, nó sẽ kích hoạt cái luồng gió trên cái phần mà kính của mình nha. Nó sẽ sấy bằng gió, còn ở sau thì nó sẽ sấy bằng điện trở. Rồi, đây là cái đèn hay da. Đây là nút volume, quý anh chị có thể điều chỉnh âm thanh lớn nhỏ ngay vị trí này cho nó nhanh. Rồi mình sẽ nghe và dừng bài hát tại nút này, còn qua bài là nút này. Còn nút bên đây là mình sẽ hạ cái tủ kế bên. Thì đối với hạ cái tủ kế bên á, xe Volvo XC90 thì nó sẽ hạ bằng điện, nhưng mà xe của mình á là nó bằng chạy bằng cơm. Thành ra mình phải hạ xuống. Quý anh chị lưu ý giùm Khanh. Và khi mà hạ xuống, các xe
của châu Âu, họ thiết kế rất là tinh tế, nó sẽ không bị đập xuống. Đây mở ra nè, quý anh chị thấy nó nhẹ nhàng không? Cực kỳ nhẹ nhàng, đúng không ạ? Rất là nhẹ nhàng. Vị trí phía trước cái ngay tay khanh đó là cái ô để hiển thị kính lái, thì không biết quý anh chị có thấy những cái thông tin trên cái kính của mình không ạ? Khanh ngồi thì khanh thấy đó, thì nó sẽ có là thông tin là về tốc độ nè, về quét biển báo, xe mình có quét biển báo nha, tức là mình chạy đến cái biển 60, 70, 80 thì nó sẽ quét cái biển đó và nó hiện lên đây luôn để giúp cho mình không phải bị quên. Một tính năng cực kỳ hay và cực kỳ hữu ích. Rồi, ngoài ra thì nó còn có hiện cái hướng của bản đồ, nếu quý anh chị đặt cái hướng của bản đồ lên đây luôn, đó là những cái mà nó sẽ hiện vào. Ngoài ra nó còn có một hình cái chiếc xe mà màu cam, hình cái chiếc xe thì nó sẽ canh theo cái khoảng cách xa và gần của chiếc xe mình so với xe phía trước để nó cảnh báo, mình sẽ không cần phải nhìn xuống cái màn hình. Xe Volvo XC60 nó sẽ có hệ thống cảm biến áp suất lốp. Rồi, hệ thống cảm biến áp suất lốp của Volvo XC60 nó sẽ hoạt động theo đường kính bánh xe. Nếu cái bánh xe quý anh chị xẹp thì cái đường kính nó sẽ nhỏ hơn. Rồi, thì nó sẽ cảnh báo vào phía trong xe. Và để biết cái chiếc xe của mình đủ ký hay không đủ ký thì quý anh chị sẽ coi trụ B giúp giùm Khanh. Đây, trụ B. Vị trí trụ B, ở đây nó sẽ có một cái tem. Nếu quý anh chị bơm tiêu chuẩn mình đi 3 người thì là 2,3 kg cho bánh trước và bánh sau. Nếu mà mình đi 5 người thì xe mình sẽ bơm là 2,7 kg cho bánh trước và bánh sau. Quý anh chị nhớ giúp giùm Khanh, đây là vị trí của áp suất lốp. Và tất cả các xe gần như theo một cái quy ước là ngay trụ B, quý anh chị sẽ coi được là vị trí áp suất. Còn một cái tem nữa trên xe Volvo cũng ngay trụ B, nhưng ở trụ B bên phải thì Khanh muốn chia sẻ với nhà mình, đó là cái tem về số khung, số máy, cân nặng, cũng giống như là năm cái nơi sản xuất xe. Đây là Malaysia. Volvo XC60 được lắp ráp và nhập khẩu từ Malaysia. Rồi, trong phần kính thì quý anh chị hỏi là cái vị trí này để làm gì? Đây, cái vị trí này thì nhà sản xuất họ thiết kế sẵn để cho mình kẹp những cái tấm vé cũng giống như phiếu vào cổng vân vân. Và đối với một số anh có cái bảng gọi là chữ A hoặc là cái bảng mà ra vào bộ công an thì mình gắn vào đây thì nó khỏi mất công phải bị rớt xuống. Rồi, ok, đây là một cái thiết kế gọi là đơn giản nhỏ nhưng mà mình thấy được là nhà sản xuất họ chú trọng đến từng chi tiết của người dùng để giúp cho người dùng có thể vận hành, có thể sử dụng cái chiếc xe tốt hơn trong quá trình hàng ngày của mình. Rồi, một cái video chia sẻ về góc độ cơ bản những cái tính năng cho quý anh chị mới vừa đem chiếc xe Volvo XC90 Encryption cũng giống như R-Design đem về. Đây là một cái video trải nghiệm nhanh cũng giống như sử dụng nhanh những cái tính năng trên xe. Khanh sẽ hẹn mình một cái video trải nghiệm sâu hơn về các tính năng, chia sẻ rõ sâu hơn về những tính năng vận hành cũng giống như tinh chỉnh trong cái màn hình trung tâm. Nhà mình khi theo dõi video của Khanh chưa nhấn nút đăng ký, hãy luôn nhấn nút đăng ký để luôn cập nhật những video mới nhất nha. Bye bye và xin hẹn gặp lại. Đừng quên mua xe Volvo, hãy liên hệ số hotline của Khanh 0788 555 444. Khanh luôn gửi đến những tình cảm chung với chiếc xe cho nhà mình. Bye bye.